phép lạ và mê tín dị đoan. Người vô thần đồng hóa phép lạ với mê tín dị đoan, cũng như xem tín ngưỡng tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ. Đứng trên vị thế của người vô thần, họ có lý. Vì đã vô thần, tức phải gạt bỏ tất cả những gì dính líu liên quan đến thiêng liêng, siêu nhiên, thần thánh. Điều đáng tiếc và đáng nói ở đây chính là nhiều tín đồ tuy đặt niềm tin vào đấng thiêng liêng, toàn năng, nhưng lại hành động như người vô thần khi biến tín ngưỡng tôn giáo thành một tổ chức mê tín, giáo lý thành những điều kiêng kỵ, sặc mùi dị đoan. Và kết quả là người vô thần đã phá tôn giáo là mê tín trên lý thuyết, còn tín đồ tín hữu biến tôn giáo thành mê tín trong thực hành. Thực vậy, ranh giới giữa đức tin và mê tín tuy được phân định rất rõ ràng theo giáo lý, nhưng trong thực tế, nếu không được học hỏi, người ta dễ vượt lên, lấn làn, để rồi niềm tin biến thành mê tín, đức tin biến thành dị đoan. Bằng chứng là đã có rất nhiều hiện tượng phong trào phép lạ được thổi phồng rồi bùng nổ hết sức lố bịch. Những phép lạ đức mẹ hiền ra khóc, cười, chảy máu, có khi còn nhún nhảy, đong đưa trên núi này, dưới hang kia, đã làm mất hết ý nghĩa và giá trị của phép lạ trong tin mừng. Những phong trào lửa sơn và những hiện tượng kỳ cục đó đã đặt người công giáo trước những phê phán nặng nề của anh em ngoại đạo. Họ có quyền phê bình người công giáo đã nhẹ dạ cả tin những chuyện không đâu, mang tính mê tín dị đoan, hoàn toàn trái ngược đòi hỏi của đức tin chân chính. Cũng chính vì thế mà công việc truyền giáo, làm chứng đức tin của người công giáo trở nên khó khăn. Trong chương này, chúng ta cùng chia sẻ vấn đề phép lạ và mê tín để tránh những lầm lẫn nguy hại cho chính đức tin của chúng ta và niềm tin của mọi người. Thứ nhất, đức tin không là mê tín. Nhiều người vô thần cho rằng bất cứ một niềm tin nào cũng đều phát xuất từ sự sợ hãi của con người trước những sức mạnh mà con người không cắt nghĩa được. Như người xưa thờ thần sấm sét, thần gió, thần mưa là vì không hiểu nguyên lý tạo thành sấm, mưa, gió trong thiên nhiên. Tôn giáo, tín ngưỡng theo họ cũng do con người sợ những gì không nắm vững, không biết trước được trong tương lai, như sợ chết, đời sau nên phải tìm cho mình một thượng đế để bảo kê an toàn. Tóm lại, tôn giáo chỉ là sản phẩm của con người. Nói khác đi, chính con người sinh ra Thiên Chúa, làm ra thượng đế theo ý mình. Do đó, tôn giáo chỉ là hoang đường mê tín. Trong đời sống thường ngày, người ta cũng vì sợ, sợ không làm chủ được những biến cố bất ngờ, sợ bất lực trước nhiều khó khăn, thử thách, nên đã chạy đến với bất cứ sức mạnh thiêng liêng nào để tìm những đáp số mong ước. Kết quả là người ta tin kiêng nhảm nhí, thực hành những việc không ra làm sao, có khi vớ vẩn đến điên rồ, như đốt vàng mã, phong long, xông đất, xông nhà, ra đường gặp phụ nữ có thai cho là xui xẻo, kỵ quét nhà ngày Tết, bệnh hoạn thì mời thầy Pháp về cúng trừ tà thay vì đi bệnh viện. Như thế, mê tín là lòng tin vào mối quan hệ nhân quả có tính siêu nhiên, không dựa trên lý lẽ khả tín, không dựa trên bất cứ một nền tảng luân lý nào đưa đến các hành động hay sự kiện, mà dựa chúng không có một sự liên kết hợp lý nào. Thí dụ, nếu ai ở xa nhắc tên mình thì mình hắt hơi, đến ngày thi mà ăn chuối thì sẽ thi rớt, kẹp lá cây thuộc bài trong tập vở thì sẽ học thuộc bài. Trái lại, đức tin của người công giáo đặt trên lòng tín nhiệm tuyệt đối vào mặc khải của Thiên Chúa. Qua dòng lịch sử của nhân loại, của dân Thiên Chúa, và nhất là mặc khải do chính Đức Giê-xu, con Thiên Chúa,
Đấng đã đến trong thế gian để nói cho nhân loại biết tất cả những sự thật về Thiên Chúa và con người, về vũ trụ, về đời sau. Công giáo là tôn giáo mặc khải, nghĩa là niềm tin của người Công giáo không đặt trên sợ hãi, như người ta sợ sấm sét quỷ thần, nhưng đặt trên chính con người của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. Niềm tin của người Công giáo không vô vơ, lơ mơ, phất phơ, hoang đường, mê tín, nhưng chính xác, chân thực, rõ ràng, sống động. Niềm tin ấy hướng lên Thiên Chúa như con thảo hiếu kính cha mình, như thủ tàu biết ơn đứng chủ tàu. Đồng thời niềm tin ấy hướng đến đồng loại như anh em cùng cha trên trời để yêu thương hiệp nhất. Đức tin của người Công giáo là niềm tin vào một Thiên Chúa là cha và phó thác tất cả cuộc sống đời này và đời sau của họ trong tay cha mình. Họ không lo lắng gì vì có cha là Thiên Chúa, đừng không để con cái mình phải thiếu thốn. Họ cũng không sợ ai vì cha trên trời là đấng toàn năng, có quyền trên mọi loài. Thế nên họ không cần tìm kiếm sức mạnh che chở, phù trợ, cứu giúp ở đâu khác ngoài Thiên Chúa của họ. Họ cũng không tin vào bất cứ một sức mạnh thiên nhiên hay thần thánh nào khác ngoài Đức Giêsu, Thiên Chúa của họ. Vì thế, tố cáo những người Công giáo có niềm tin đích thực là mê tín, dị đoan là điều không hợp lý và vô căn cứ. Những vu cáo này còn vô lý hơn khi đức tin Kitô giáo đòi người tín hữu phải ở trong đời, phải nhập cuộc vào đời, phải dấn thân trong đời, phải lăn xả phục vụ đời, phải hân hoan yêu cuộc đời, phải hết tình yêu mọi người trong đời, phải tận lực và hết mình làm cho đời con người, đời mọi người được hạnh phúc. Đòi hỏi của đức tin Kitô giáo là đòi hỏi yêu thương, quyết liệt và đến cùng, yêu đến mức tha thứ vô điều kiện ngay cho kẻ thù của mình và hiến mạng sống mình để làm chứng tình yêu đó. Đức tin ấy không lý thuyết, ảo tưởng, mơ mộng, trang gió, nhưng là đức tin vất vả, đổ mồ hôi vì lo cho người đói ăn, kẻ khát uống, người rách rưới có áo quần, bệnh nhân được chữa trị, tù đầy được thăm nuôi, người cô quả, cơ nhỡ được giúp đỡ, người mù chữ được đến trường học. Đức tin có tình yêu là hơi thở, nên miệt mài tận tụy với người bị bỏ rơi, kẻ không nhà bị hắt hủi. Đức tin ấy không là pho tượng lạnh lẽo, nhưng là những khối óc, trái tim, bàn tay không ngừng thao thức, băn khoăn, hoạt động vì hạnh phúc của nhân loại. Thế nên, nếu có ai đó lên án người Công giáo có đức tin đích thực là yếm thế, xa lạ với cuộc đời, lạnh lùng, vô cảm với con người, hay ích kỷ, co cụm, chỉ nghĩ đến mình, đồng đạo của mình mà không quan tâm đến người chung quanh, làng xóm, cộng đồng quốc gia, nhân loại là điều hoàn toàn phi lý. Nhưng quan trọng nhất là đức tin Kitô giáo, vì dựa trên mặc khải của Thiên Chúa làm người nên không thể trở thành mê tín dị đoan, vì đức tin ấy bám chặt vào con người Thiên Chúa, gắn chặt vào Thiên Chúa làm người. Trong khi mê tín, ngay trong định nghĩa là những gì không bám vào con người, lạc lõng trên đất người, làm u mê con người. Có người cho mầu nhiệm và bí tích là mê tín. Những người này quên rằng Công giáo Tiên Vàn không phải là một tổ chức thuần túy nhân loại, bởi giáo hội Công giáo đã được Đức Giêsu lập nên. Ngài là sự sống của giáo hội và ở với giáo hội mọi ngày cho đến tận thế. Nên Công giáo là sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Nói đúng hơn, Công giáo là nhà của Thiên Chúa do chính Ngài thiết lập trên thế gian.
để quy tụ mọi người, để họ được hạnh phúc đời này và đời sau. Và nếu đã là tương quan giữa Thiên Chúa và con người, thì tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng phải có những mầu nhiệm là những phần thuộc về Thiên Chúa mà con người không thể hiểu thấu hết được với trí óc của mình. Điều này không trái với lý trí, nhưng cắt nghĩa giới hạn của con người trước Thiên Chúa là đấng vô cùng tuyệt đối, và vai trò của đức tin trong sự gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa và con người. Bí tích hay những nghi thức trong đạo là việc phụng tự của người con đối với cha là Thiên Chúa. Việc phụng tự và cử hành các bí tích không chỉ biểu lộ lòng hiếu thảo, tôn kính, biết ơn, phó thác trông cậy, mà còn là dấu chỉ ơn phúc của Thiên Chúa ban cho người tín hữu để họ lớn lên trong đời sống đức tin, được thể hiện qua những việc làm bác ái đối với mọi người. Do đó, những nghi thức phụng vụ không được coi là việc làm mê tín dị đoan, vì được đặt trên nền tảng của bổn phận tôn thờ, yêu mến, biết ơn của thụ tạo đối với Thiên Chúa chủ tạo. Đó là việc làm chính đáng và công bình, sinh ân ích cho người tín hữu như ý muốn của Thiên Chúa. Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Thứ hai, không sống đức tin đích thực theo giáo huấn của giáo hội, đức tin sẽ biến thành mê tín. Người có đức tin đích thực là người không tin đơn độc một mình, nhưng tin bằng và với đức tin của hội thánh Chúa, tức là đức tin của các thánh tông đồ mà tông đồ trưởng Phêrô đã long trọng tuyên xưng trước mặt Đức Giêsu: Lạy Thầy, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Họ cũng không tin riêng lẻ khi cậy vào đức tin đơn độc của mình, nhưng tin cùng với đức tin của toàn thể giáo hội, của tất cả các chi thể thuộc thân thể mầu nhiệm. Chỉ trong đức tin tông truyền, đức tin của tất cả các chi thể, người tín hữu mới có thể sống đức tin đích thực, vì được đảm bảo bởi chính Đức Giêsu là đầu của thân thể giáo hội. Để không rơi vào đức tin riêng lẻ, đơn độc, làm mồi cho mê tín, sai lạc, người tín hữu phải ở trong giáo hội bằng lắng nghe và thực hành giáo huấn của giáo hội. Vì giáo hội là đoàn chiên, có người chăn dắt, chuồng chiên có cửa để trộm cướp không thể lọt vào trấn lột, giết hại chiên. Để đức tin không bị thoái hóa thành mê tín do ảnh hưởng của xã hội mê tín, tập tục mê tín, lề thói mê tín, môi trường mê tín, bầu khí mê tín, não trạng mê tín, thì không gì tốt hơn, bảo đảm hơn là tuân theo giáo huấn đức tin của giáo hội. Vì giáo hội có Chúa Thánh Thần nên không thể sai lầm khi thi hành sứ mệnh thầy dạy đức tin. Giáo hội Việt Nam hôm nay đầy rẫy những tập tục, thói quen và sáng kiến mới mang tính mê tín. Người ta mê tín trong mọi sự, mọi hoàn cảnh, hoặc vì đời sống bấp bênh không bảo đảm, hoặc vì mê tín đã ăn sâu vào tâm thức Việt Nam từ bao đời. Nhưng chắc chắn một điều, khi xã hội ngày càng vắng bóng Thiên Chúa thì chợ trời mê tín càng đông đảo náo nhiệt. Không có Thiên Chúa sẽ không có niềm tin đích thực. Và khi không có niềm tin đích thực, con người phải chạy đến những niềm tin vá víu, chụp giật bờ bụi, mù quáng, nguy hoại, được gọi chung một tiếng mê tín dị đoan. Vấn đề nổi cộm hôm nay trên đất nước mà người Công giáo chỉ đạt chưa đầy 9% dân số là làm thế nào để chính người Công giáo không rơi vào tình trạng mê tín, không vì cố ý, nhưng phần lớn vì vô ý. Vì vô ý nên hớt hải loan tin thất thiệt, Chúa biến hình, Đức Mẹ hiện ra. Vì vô ý nên đùn đùn kéo nhau xem phép lạ chỗ này, chỗ kia khi chẳng có gì là lạ. Vì vô ý
nên biến thánh địa hành hương thành nơi ăn vạ, đòi nợ, bắt đến Đức Mẹ. Vì vô ý nên rủ nhau đi Bạc Liêu viếng cha Trương Bửu Diệp để vay tiền làm ăn, theo kiểu mượn một trả mười, mượn mười trả một trăm ở phía ba chúa xứ Châu Đốc. Vì vô ý nên đi săn lùng phép lạ để giải quyết nhu cầu vật chất, hơn là để đức tin, lòng yêu mến được củng cố. Vì vô ý nên biến lời cầu xin thành đơn đặt hàng, thơ khiếu nại. Vì vô ý nên biến ơn sủng thành món hàng đổi chắc. Nếu Chúa cho con ơn này, con sẽ dâng cúng nhà thờ từng này tiền. Vì vô ý nên biến đời tín hữu thành nghề buôn thần bán thánh, khi mặc cả với lòng thương xót Chúa. Vì vô ý nên làm mất đức tin, khi xin ơn mà không được, chạy trọt phép lạ mà không thấy, rúi gió thầm thụt mánh mung với thần thánh mà không nên cơm cháo gì. Vì thế, khi bỏ quên giáo huấn về đức tin của giáo hội, người tín hữu sẽ khó đứng vững trên đôi chân đức tin của mình vì không dựa vào giáo hội, mà hậu quả sẽ tai hại gấp nhiều lần người vô thần bởi ảnh hưởng phá hoại kinh hoàng của người tín hữu, từ bỏ đức tin, mê tín. Để kết luận, người viết xin được tự vấn chính mình: nếu tôi là người có đạo nhưng lại tin bùa ngải phù phép lên đồng gọi cốt bói toán là những việc của ma quỷ, bởi chúng có thể làm những điều lạ, sự lạ để lừa phỉnh con người, thì tôi trả lời thế nào trước lời tuyên xưng từ bỏ ma quỷ và những việc của chúng khi lãnh nhận bí tích rửa tội? Phải chăng tôi đã từ bỏ Thiên Chúa để theo ma quỷ? Nếu tôi tin thứ sáu ngày 13 là ngày xui xẻo, giờ này tốt, giờ kia xấu, năm này lành, năm kia dữ, tuổi này hạp, tuổi kia khắc, thì tôi trả lời thế nào trước lời Thiên Chúa? Tất cả những gì ta dựng nên đều tốt đẹp. Không lẽ Thiên Chúa đã dựng nên một số ngày, một số năm xấu xa, xui xẻo sao? Nếu tôi tin đủ thứ điềm báo trong đời và kiêng tránh xui xẻo một cách mê muội mù quáng như những người đồng bóng mê tín, không có đức tin, thì tôi trả lời thế nào trước lời hứa quan phòng của Thiên Chúa cho đời tôi? Nếu tôi quên Thiên Chúa là chủ của mọi loài và là chủ của lịch sử nhân loại và của chính tôi, mà chỉ tin những cấm kỵ nhảm nhí trái ngược điều đức tin dạy, thì quả thực tôi đã đánh mất niềm tin vào Đức Giê-xu, Đấng đã căn dặn tôi chỉ có Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ai đi theo Thầy sẽ không lầm lạc, và ai tin ở Thầy sẽ được sống muôn đời. Và cùng quý bạn, chúng ta dám xin Chúa như các môn đệ đã xin với Đức Giê-xu ngày xưa khi Ngài ở với họ: lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con và ban cho chúng con một quả tim mới, một tâm hồn mới, để nhận biết chính Chúa là Thiên Chúa của chúng con và chúng con là dân Ngài. Bởi chúng con sẽ hết lòng trở về với Chúa.